tiên là Vector Gradient. Rồi. Mình sẽ có như sau. Giả sử người ta cho mình một cái hàm là F là hàm thứ hai biến x và y ha. Thì mình sẽ có là Vector Gradient, nó ký hiệu thế này. Thì là Vector Gradient này ha. Nó như là chữ tam giác ngược á. Thì trong vector này nó gồm hai vị trí, nó gồm là f phi x. Nếu mà mình hàm ba biến thì gồm ba vị trí, mình viết tổng quát luôn là f phi x, f phi y ha, và f phi z. Thì một vector gồm ba vị trí thế này người ta gọi là vector gradient. Ok, có cái gì thấy không? Rồi, trường hợp mà nó cho mình là hai biến thôi. Thì mình chỉ có là f phi x và f phi y thôi. Rõ ràng ha. Ok ha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ có luôn cái thằng là xíu nữa mình xét đại hàm theo hướng sau đi, mình làm bài tập trước đi ha. Ok ha. Bài số 1. Giả sử cho mình hàm là f x y là hàm theo hai biến x và y. Nó bằng là x e của y. Yêu cầu ha là đi tính vector gradient của hàm f tại ha một điểm m tốc độ là 2,0. Ok, làm trình tự ha. Rồi, mình so với cái lý thuyết mình vừa học thì nó gồm là ba biến, thì mình sẽ ra được là ba vị trí. Và trong trường hợp này là mình chỉ có hai biến thôi, nên chỉ có hai vị trí thôi. Đầu tiên thì tính f phi x ha. F phi x thì nó sẽ bằng cho mình là e mu y. Ok chưa? Được không? Và tương tự là f phi y nó sẽ bằng là x e mu y. Ok không? Rồi. Thế kịp không? Đúng rồi. Ok chưa? Rồi, mình suy ra này nha. Đạo hàm vector gradient của hàm F nè, nó sẽ bằng là E mũ Y x E mũ Y. Ok không? Nhưng mà người ta yêu, tức là cái đây là xong rồi. Nhưng mà người ta yêu cầu mình tính tại điểm M nè. Nên bắt đầu mình phải lấy được tọa độ điểm M mình thấy qua. Ok không? Nếu mà không yêu cầu tính tại M nha, là tới đây mình xong rồi, đây là kết quả, được chưa? Ok ha. Rồi, à vì yêu cầu là tính tại M ha. Nên mình lấy mình sắp vô, rồi tới đây mình suy ra nè. Là F phẩy x nè, tại M ha, là tại 2,0. Nó sẽ bằng 1. Con nghe thấy không? Tương tự á. Thì mình nhìn vô cái này nè, chỗ nào mình nhìn mình nói sắp vào là thế vào là mình nhìn vào chỗ này, chỗ nào có x á, thì mình thay bằng 2, chỗ nào có y á, thì mình thay bằng 0, được chưa? Sắp được không? Tương tự nè, là f phải y tại x bằng 2 và y bằng 0. Tại sao phải yêu cầu là tính tại 2 tại 0, và yêu cầu tại 2,0 nè, không? Còn trường hợp mà chỗ đây tại cái khác thì tính cái khác ha. Thì cái này mình ra được là 2, được chưa? Rồi từ đây mình suy ra là vector gradient của hàm f tại 2,0 hay là tại m đó, nó sẽ bằng 1,2. Rồi, có cái gì thắc mắc rồi? Ok, tương tự nha, bây giờ lên hàm ba biến ha. Bài số 2. Cho cái hàm f x y z nó sẽ bằng x y trừ z bình. Yêu cầu là đi tính vector gradient của hàm f tại cái điểm là trừ 9, 12 và 10. Ok, đầu tiên mình làm tổng quát trước ha. Mình sẽ có nè ha, giải ha. Là f phẩy x thì nó sẽ bằng là y. F phẩy y
thì nó sẽ bằng x. F phẩy z nó sẽ bằng là trừ 2z. Rồi, tôi ghi thắc mắc rồi. Ok, giả sử yêu cầu là tính vector gradient của hàm F nha, thì mình sẽ có luôn kết quả nó sẽ bằng là ix và trừ 2z. Giả sử yêu cầu tính cái này không, không có thằng này, thì cái đáp án là đây, được chưa? Được không? Thế kịp không? Rồi, đáp án mình là đấy. Bạn tập trung, bạn nghe mình nói nè, mình nói nè, nhắc nó lại nè ha. Giả sử đề bài chỉ yêu cầu hỏi cái này không? Được chưa? Rồi thì mình có luôn đáp án nè. Ok chưa? Vâng, mà sao lại suy ra được ix đổi trừ 2z được đấy? Mấy cái này là bây giờ đầu tiên là tính cái này, bạn hiểu không? À vâng. Thế là tính hiểu không? Có. Rồi giờ sắp vô cái công thức ở trên đầu, ban đầu lý thuyết nè, nè ha, nhìn vô nè ha. Đấy. Lý thuyết nó này. Thì mình tính rồi thì mình tính rồi mình thì mình sắp vô thôi, được không? Rồi giả sử đề chỉ hỏi là vector gradient thì mình sẽ tới đây mình suy ra kết quả là mình xong rồi. Ok chưa? Ha. Nhưng mà người ta yêu cầu mình tính tại cái tọa độ này nè, tại điểm M cái tọa độ thế này nè, hay là tại trừ 9, 12, 10 nên bắt đầu mình phải suy ra tại nữa. Rồi bây giờ mình suy ra ba cái này tại đó ha. Mình suy ra nè là f(x) nè tại trừ 9, 12, 10 thì nó bằng là 12, đúng không? Rồi suy ra là f(y) tại trừ 9, 12, 10 thì nó bằng là trừ 9, được chưa? Rồi suy ra được là f(z) tại trừ 9, 12, 10 thì nó bằng là trừ 20. Rồi, có thắc mắc gì thì hỏi. Ok ha, vậy từ đây mình suy ra nè ha. Là vector gradient của hàm F tại điểm là trừ 9, 12, 10 nó sẽ bằng là 12, trừ 9 và trừ 20. Rồi, có thắc mắc gì thôi ha. Ok, mình sang ngay. Vậy mình xong dạng đầu tiên là mình đi tìm vector gradient ha. Mình sang dạng tiếp theo là mình đi tìm đạo hàm theo hướng.